Bà chúng mình mời một chiếc hai lúc hát sớm mình vừa ở đây tất nhiên bánh hà ấy hay là như chỗ đó chúng nó mùi tiết và cứ dân dèm phí cả tiếp thiết và cả tiếp thiết ở rừng cái đấy nay chúng nôn bị chúng miền phí bạn này chấm nôn bị chấm miến vì đã được có pi chấm nôn bị chấm miến thì do lệch nè đè thông thông chừng sốn mà thuộc cả tiếp tiếp được có cả hai chấm nôn bị chấm miến ok bạn chẳng được đặt hà chấm nôn bị chấm miến và lần này khi vô ta lịch nè để bị chấm miến đó nè mình ta thông chân sâu hơn tới ok khi vô một bài tập nha ta mùi nè thông chân mùi nè tổ chân được có việc mà bản chất là lời mời tỏ kiến của đợt ha chấm phố và chấm phố cục chấm nôn bị chấm miến chấm phố cục chấm nôn bị chấm miến và a nâng b và cứ dùng một bí cứ chấm nôn a nâng b và cái bán và phần ba lục lưu miên a và phần ba miên a lục lưu vô biết tàu chẳng b và lấy cái tiếp theo rồi cái này này chấm nôn với chấm miên b cho nên trong lần hai ta nó phải đại dương một biển rồi biết về tới chỉ rằng nè chấm cứ tham phần ba lục lưu miên chấm nôn phần với chấm miên b a nâng b chúng ta có bàn phần ba bà a tôi chuyển bề tôi sẽ khăn cầm ok chúng ba cô miền a hỏi tôi chuyển bề chúng nó tôi ai một kia rừng bía và chúng tôi tiếp rừng cái này chúng nó bị chuyển miền pi này chúng mình lấy tha một kia rừng này a và tôi chiếm rừng này bày đàn bà rừng có bà A tô chân B xạ mà mùa lớn rừng này A tô chân rừng này bày bà đặt xạ mà mùa bà xạ mà mùa lớn rừng này A tô chân rừng này bày ok cho nên chúng ta chỉ mùi bà đó là rút phơ ca sai xa mấy câu kia mình lạc nạ bếp này bà xa nhá xạ mà mùa lớn thì đang không thông bày đây to to tiền ba lấy cú đã xong rai rai tham bệnh việc miền lệ nạ bạch ní ok chơi cú đã tham ba kỳ miến và ba kỳ miền chấm nôn với chấm miến và chấm nôn với chấm miến a đằng b ok dừng sai ở đôi tham hay là với ban chiên là p để a tô chiên b viên âm ao được có sản mua nên rừng này a tô chiên rừng này b hay là với còn viên đẹp hạ bẹp nồng chân cụ đặt ha và sân ba là cụ miên chỉ luôn với chân miên p a nên b chân cụ ao thả ba a tô chiên b chân ba a tô chiên b là cụ ai dây ban thả mấy sản mà mua nên là cụ bọc b tất khả nồng chân bên đây thay dù a tự đoạn b thì tới tô chiên sầu là một đứa bóng A tô chiếng B và bây giờ là group bóng B mà khả nét mình lại thay A bóng B tô chiếng anh ấy bóng mất bát nó sau lịch sồn được hả
Ok. Obama tha chết đấy. Obama tha là kru miên môi tàu chiếng pi tàu sân bạc kru bạc pi mà mình tha môi đọa pi vì tàu chiếng sồn rồi vì môi đọa pi vì chiếng đọa môi vì tàu chiếng sồn bạc này. Ok. Tấn bị chùn mà bọc mà cứ là xa sồn và to tiền cứ chặt tốc vì chi sở mây ca môi và hai là kru kru tha tay và tay á đọa bể thì kru chọn là tha tay á đọa bể đấy mày kì chân á đọa bể là kru ai sau khi thá rước cái này á kru lớp chia cái bạn này với bên đây lớp chia cái bạn a về vị miền lớp chia cái xem luôn cho sau a bình hãy đo hãy b là kru này bia tới chia rước b lớp chia cái phải xem luôn tới vị khơi như rước b tờ đà khơi b tờ đà to tiền chắc gặp pi ní vị châu rùa của mồn cho anh a cái đó b cái bạn chứng minh a cái đó b cái của sma đằng a đó b của đằng a một b bạn chứng a với chặt tốc hai chia rừng a rừng a cho mình a cái đó b cái từ vị trên nhà kế miền tây tha vị trên a bạn ấy chặt tốc tha a cứ rừng a đó bạn rừng b cái tay áo ấy rừng a bốc rừng b và cái tay áo rừng a bốc rừng b tuần đó. Ok. Chờ là khổ. Bà. Chân to tiền. Chân mà đo cái này đi. Chân miền đây tha. Cái này A đọc B. Dương chua đói. Rư A đọc B. Cô nâng rư A. Bột B. Rư gọc hà thành dây thạc cả ta. Chân của ta 8. Và 8. Mùi. Chân này tha 8 sẽ mấy cả mùi. Chân cái bàn. Mở. Chân cái ban A tô chương B chân bà A tô chương B việc tớ sạc mà mua nâng và chân A đọc B dân chú đói nè chú đói rừng A đọc rừng B cái ta áo ấy rừng A bốc rừng B hãy ở viết tô chiến sầu cái đó cái này cái này vô viết chú này cái này A đọc B chú đói rừng A đọc B cái ta rừng A bốc B và bắt to tiền chứng ai gì đã đại thành bạn a tô chiếng b người ta sạ mà mua nứng và lúc lúc bỏ a rư rư a bộc rư b này bỏ mặc hà này xong xin nhà này chứng tập trung tất vì mình chạy và sâu chạy là cần so mũi đi vì trên sâu chứng miền đây tha nó so tay nó so tay rư a đó rư b hãy ở phía tô chiếng sâu tôi nói lại này và hai đứa bây giờ dân hiện bảo bẹp nung và thì tôi kể cái thay chuẩn ngôn bất a p nhưng sợ sao tập pi chuẩn ngôn bị chấm miến đây là cái này ba vi chia chuẩn ngôn bị chấm miến miến này tha rư a có thông chính sâu rư b có thông chính sâu là p bột của chỗ kia tới vì thông chính sâu chúng đã buộc hẹn chuyện lại nên định đấy rồi rư a bột rư b vì thông chính sâu đặt p tập trung tới ở đâu xin nhà tí cứ trên sầu sầu chạy một cái nốt sầu. Ok chân có to tiền dương ai dây thà mà cần đặt đi mà dương ai dây thà a tô chiếng b vì tao sợ mà mua nắng bạn bỏ được b cho nó tới miền này thà được a tô chiếng đọt xong nhà ní tới chí bột chân được b bạch nỉ nỉ ấy cứ chia ca tiếng lẹ khả nạ mau bị khẳng lỡ dân tiếng bàn thá và sân chia a tô chiếng b dạng một môn a tô chiếng được về chân việt bật và chân sọc chiếc đầy máu đột nế và ba a tô chiếng b chân dạng một môn được a tô chiếng được về và complex a cái này cứ kỳ sợ sao âm phi tế a được b thông chân sâu thì bị chấm miền thì và âm bên a b ta đã được rồi cái bàn thì được không. Ok, miễn tay phần này. Nói chi mũi cứ bẹp này. Nhưng xài rồi hả? Hồi đừng thả viêm mạch của mũi là hai bẹp nó. Dương cơn tầm mơ cứ đăng đây. Đây dương cơn tầm xài ở dương khơi. Sẵn bà giờ bơ miễn A tô chương B. Rồi A nằm B vì chung nguồn bị chung miễn. Tầm bịa rước đôi khí. Có nơi ta tổ. Em bạc kịch trời mẹ nào.
mà tha pi tô chieng 3 chứ mình nói tha rư 2 tô chieng rư 3 ba vì rư đối ta kia ta ok để cần ta sai chúng khơi tên ok ta chấp đảm bắt đầu tiếp chúng mơ lùng hạt 1 ba đã lùng hạt tầm đó ba ឧទាហរណ៍ tí ba lùng hạt ba cái ឲ្យ chúng triệt thiệt ba triệt thiệt triệt thiệt vì miền sanya thom rư ta tối rư ta sman á chúng triệt thiệt 1 bốc rư 3 nưng rư 7 ba ta ចំនួនទាំង 2 នេះ1 na thom chieng rư ក៏ 1 na tối chieng rư ក៏ វាស្មើគ្នាបាទព្រោះយើងមើលទៅអត់ដឹងនេះអារឹង7នឹង1បូករឹង3នឹង1ណាធំ1ណាតូចបាទគឺតែយើងធ្វើសិនអូខេតោះចាប់ដាក់ដាក់ចំឡាយបាទសង្កេតប្រៀបធៀប1បូករឹង3នឹងរឹង7អូខេអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការប្រៀបធៀបទៅបានយើងមិនអាចមើលទៅថាអូមួយណាធំមួយណាតូចជាបាទទេចឹងលោកគ្រូធ្វើការលើកវាមួយមួយជាការ៉េរួចលោកគ្រូយកទៅដកគ្នាបាទព្រោះឯចំនួនទី2នេះសិស្សសឹងតែជាចំនួនវិជ្ជមានមួយបូកឬ3ក៏ចំនួនវិជ្ជមានឬ7ក៏ចំនួនវិជ្ជមានចឹងគ្រូយកមួយមួយលើកជាការ៉េទៅគ្រូថាដោយមើលទៅអស់គ្នាបាទដោយ1បូកឬ3នៅពេលដែលគ្រូយកវាទៅលើកជាការ៉េចឹងវាចូលរូបមុនA បូក B លើកជាការ៉េអញ្ចឹងបាន A ការ៉េបូក2ដងតួ A តួ B បូកនឹង B ការ៉េទៅវាស្មើនឹង1បូក2ឬ3បូកឬ3ការ៉េបាន3អញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងទី1ទី2លោកគ្រូយករឹក7លោកគ្រូលើកជាការ៉េយកមួយមួយលើកជាការ៉េសិនបាទលើកជាការ៉េទៅសម្រួលរ៉ាឌីកាល់តែរឹកទៅតែសល់7បាទនៅតែមិនទាន់ឃើញទៀតយើងអត់ដឹងថាតើក្នុងចំណោម2នេះនេះតើមួយណាធំជាងឬមួយណាតូចជាងទេបាទចើគ្រូយកវាទៅដកចើគ្រូថាគេបាទយកវាទៅដកគ្នាចឹងមេថាលោកគ្រូយក1បាទគ្រូយក1បូកនឹងរឹក3លើកជាការ៉េនេះយកទៅដករឹក7លើកជាការ៉េចឹងយកតម្លៃវាមកជុំមកគឺ4បូក2រឹក3ដក7វាត្រូវស្មើនឹង4បូក2រឹក3ដក7បាទបន្តកន្លែងនេះយើងស៊ីសងទៅមានន័យថាវាស្មើនឹងបើយក4ទៅនេះទុកក្រោយអវិជ្ជមានទៅយក2មុនបាន2ឬ3ដក4ដក7បានដក3បន្តកន្លែងនេះទៀតអត់ដឹងថាវាធំឬក៏វាតូចទៀតទេបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសរសេរវាទៅជារឹសអញ្ចឹងគ្រូបញ្ចូល2ទៅក្នុង2បានមកពី2ការ៉េដែលនៅក្នុងរឹសហ្នឹងអញ្ចឹងលោកគ្រូបញ្ចូលវាទៅក្នុងនៅពេលដែលគ្រូបញ្ចូលវាទៅក្នុងវាត្រូវលើកជាការ៉េមានន័យថា2ការ៉េគូនឹង3រឹស2ការ៉េគូនឹង3អញ្ចឹងវាខ្វាយទៅជារឹស12បាទ4 3ដង12យល់អត់កន្លែងនេះបាទជាកន្លែងនេះ2ឬ3មានន័យថាបញ្ចូលទៅក្នុងវាបាន2ការ៉េគូនឹង3ទៅបានរឹស4 3ដង12គឺបញ្ចូលទៅក្នុងហើយដក3លោកគ្រូអាចសេទៅជាឬការ៉េនៃ9ហើយឬការ៉េនៃ9ចេញមកបាន3ណែនាំបាទអញ្ចឹងពេលដល់កន្លែងនេះយើងចាប់ដើមសន្និដ្ឋានអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថាម៉េចលោកគ្រូឲ្យវាថាធំជាង0ព្រោះអីគេព្រោះលក្ខណៈយើងមិញនោះយើងមើល12និង9 12ធំជាងអញ្ចឹងមានន័យថារឹស12វាត្រូវធំជាងរឹស9បាទព្រោះវាដកគ្នាទៅវាត្រូវទៅធំជាង0អញ្ចឹងគឺថាព្រោះរឹស12វាធំជាងរឹស9
bà chân kỳ bà chân tu đặt hà ngầm áo ấy mà bà việc đó ta việc thông chân số miền này than lô ta tay chùm nôn đi môi thông chân chùm nôn đi pi từ đó nhé ta việc thông chân số cho mấy tha mối bột rừng bay lực chia cái này việc thông chiếm rừng bơ lực chia cái này rồi bên này thông chiếm đọc nghe tới việc thông chiếm sùng rừng rừng đập pí việc thông chiếm rừng bồn và lịch đập pí việc thông chiếm lịch bồn ok to tiền dân ta lệ khả năng dân luật thập tam lệ khả năng lệ khả năng để dân mọc thì lớn lắm chúng ta lệ khả năng bạn là mấy dân miền A tôi chuyện B dân C tập lập do A thông chương B mình mà dân ba miền A thông chương B lệ khả năng mấy cái đạo tầm mũi nữa và đạo tầm mũi dân của ai tia nhầm học sinh tiên bàn này và thông việt phòng và tối việt tụ chân tam lệ khả năng A thông chương B chân quan dư tha xạ mà mua nứng rừng này A thông chiếm rừng này B và trong cuối ký và trong cuối A thông chương số B thông chương số đến cả mấy đáng A nâng B với chữ mừng bích với chữ miền ok to tiền chấm bà sân chữ A không chữ B chấm nghe này thang là cú chặt tốt anh ấy đi cứ chữ A à tầng on ấy cứ chữ B chấm nó bây giờ là cú của bịa rừng tam đẹp nặng cái thang bà sân bà A không chữ B sợ bà mua nâng rừng này A không chữ rừng này B chấm đọc bây giờ bịa rừng nè gần sau môi đi bịa bắt cái rây bắt nên là chấm cú thang kỳ bán có bịa tao bị bắt cái rây á chặt tụt thà tao này cứ chữ a amen a cái đấy cứ chữ a đọc bên group của bịa rứ sum rua cái nó cháo nó sáu muối bột rứ bảy việt trời phong chiến rứ làm pì và chân chọc đuổi nấy muối bột rứ bảy phong chiến rứ làm pì ok và chân mơ bị lên một đoạn tiếp là chỗ ba bạn chẳng đam bay thua ca bệnh thiết chẳng luôn từng phí ní dân cơn tận lực chẳng luôn đi mùi đi mùi chia cà rê và nếu bây đây là cùng lực chia cà rê chẳng luôn tìm mùi cho được một món ăn bọc bê lực chia cà rê tao dân khơi bốn bọc bê được bảy cái này rừng bơ lực chia cà rê bằng bờ bây là lực chia cà rê hai vô biết mà đọc đi bây là đọc tới khơi bê được bấy đọc bảy phần tài dương mình ai xong thì than phá pi được bày đọt bấy không chừng sâu được đặt tiền cho lực luôn có ra bị sát mối cứ bình châu lấy pi thực không được bây đa bình châu như này tha châu thực không rước bà rước cái đấy việc đâu lớn chưa cái đấy cho mình tha pi cái đấy còn đừng bay nó thẳng nồng pi bay ở buồn bay nó đặt tiền cho nên ai rước buồn lực luôn này biết đâu chưa rước sự tập bay đâu chưa rước cái đấy này buồn chân miền này tha rừng đập pí đọ rừng bốn rồi tu tha xong thì than tha việt thông chừng sầu thì pro ấy thì pro rừng đập pí được thông chừng rừng bốn và đẹp nạn dần chân bà sân chết phò đọ việt thông chừng sầu miền này tha là kêu ao chủng luôn tìm mũi đại mũi bụng bay được chia cái đấy nó thông chém rừng phơi được chia cái đấy chân tam đẹp cả nè việt tha có sẵn bạn a thông chừng bí sợ mà mua nấng rồi cái này ép không chứ rồi cái này bệt và lẽ khả năng dân mà bị lớn miền tây này cũng miền đạo tầm mùi này sản bạc a tô chân bế sản mà muốn nâng rừng này á tô chiếc rừng này bệt cho nên cả đây thì mùi mà lần này là sao phát đoạn không chứ tốt cho mình cho mùi thịt mà dựa vào các bệnh hôm nay mới biết cứ a không chân bế bài sản nhà hòa bình mà chân rừng này không chứ rừng này bệt và dân kia này mùi tiết tập hàng và chấm dân dùng viên tự chủ tầm và dân miền đẹp nạn bạc này chấm bà á thông chương bề trả mốc lý cứu cha tụ thả á à cái này nằm ao mùi bầu được bầy lực chia cái đấy đi à, mùi bầu được bầy lực chia cái đấy cha tụ thả á công cha tụ chia a cái đấy cha tụ thả á à cái này bề chân a thông chương bế được lúc một bịa rừng tầm sáng kháng nghĩa là thả rừng này a chân cái đấy sử dụng cho tới là sáu mùi bầu được bầy à cái này bịa rừng cái đấy mà tăng tiết nó sáu rừng bờ chân chọc ok vô là gì
Okay. Mượt mà. Okay, chứng chọc lùng hát tìm mùi. Bạn nhạc lại chế chế khu. Cần đã highlight mới. Mệt bạc quạt của bạn này. Tụ highlight thêm thêm này. Okay. To tiền. Lịch bì. Chọc mùi dừng. Bạn lịch bì. Bà lùng hát lịch bí và priết thiết và rùm miên bà tí có đã chụm lại trong đó nè ở priết thiết bí rừng phạm bí nâng bấy rừng bầy và priết thiết tha ta mùi nát không chiêng mùi nè rừng có tâu chiêng mùi nè rừng có smart nè và ở tiền đầu chân đạp bây thua ca priết thiết cứ ở miên anh dập tí cứ anh ta dân dốc chụm nôn đi mùi mà lớp chia cái đấy hay đọc kìa tầng mà vị thị xác cứ bẹp nổ và chân cụ đặt ha đặt thân bà tiện tông rớt nè tại ô mặt hạ bệnh thiệp bì nâng buôn nè cơn ní vô tế như bì tựa đọc buôn nè chân khơi tô chân xấu chân mặt hạ bí tô chân buôn nè tại lực nế dân dì bì rư cho ạ ạ mơ tớ khơi bẹp nế tì vì đọc nè chân vì chưa bực cái rê nâng bớ rư cái rê nâng bầy nhưng mạch nâng ha mùi nào thông mùi nào tốt và cũng là mùi mê cuốn bí mùi mê cuốn bầy cho nên ta phải thi sang mùi cốt cứ bùng bắt rừng về cho sân lần chưa cái đây cho sân và chứ cũng đã trong lại trong đó nè bà cụ thật đau ấy và dân vô bí rừng bớt lần chưa cái đây đau ấy và bí rừng bằng bí lần chưa cái đây bây giờ lần chưa cái đây mình bí lần chưa cái đây mùi bạn buồn hãy cố nâng rừng bơ lực chia kể bàn phở và từ đó là gì là cho miên rút của môn này kì và A B lực chia kể bạp ní miên này thả A kể của nâng B kể và chứng dụng P từ lực chia kể bàn bốn rừng bơ lực chia kể bàn phở xì xoan kia máu bốn phở đó một phay bồi. Ok là to tiền hai mươi tiết dựng dụng bay được bay lực chia cái bay được bay lực chia cái mà miền này tham bay lực chia cái miền buồn buồn nừng được bay lực chia cái sụp rồi được cháu bạn bay buồn bay đó phải vợ toàn đây nè toàn một cùng ok tờ tiết chân cua cây bàn bây giờ lực chia cái hai vô việc ta đọt nhiều giờ một đoạn thôi mà bạn chân cua tha cái bàn ở bí rừng bớ lực chia cái rê ní được đó bấy rừng bấy lực chia cái rê trên cái trang smart này bạn lực chia cái rê với bạn một phần vậy hãy đọa cái rơi lực chia cái rê bạn một phần cho mũi thông chiếc sâu mình nào cho bạn mũi thông chiếc sâu mình này tha à chung luôn là mũi được thông chiếc chung luôn là cái rơi tức để đọa tức việc thông chiếc sâu và ông mà thập bí thông chiếc mũi dù bí đọa mũi xoan mũi cho mình thập bí thông chiếc chúng luôn là pí với thông chứng mùi, ok, hỏi tập đo thông chứng số thì hai chúng luôn tham một thông chứng luôn càng cao, chấm dừng khơi mũi thông chứng số, chấm bài về thông chứng số dừng hà ngầm áo ấy là pí được một phần lực chia cái này, việc thông chiếm bấy được bấy lực chia cái này, và dừng cơ tập với chung tao nói các bạn này, nè anh đo mấy cô về trên đẹp lắm, cứ như thế này trẻ. Vì được bao lực chia cái này giờ bạn cứ đảm môi đi thì cứ thông tiếng sầu mà bây giờ bọt tới bạn bây giờ được bao lực chia cái đấy thì tôi thông tiếng bọt xoang xoang tận nó xoang xoang không tận nó ok và chẳng dừng mới anh ấy chặt tụ thả thông tiếng bì và chặt tụ thả tôi có chữ a thành và chữ hiện tiết bì chẳng bạn thông tiếng bế dừng bịa được tới nào từ được át thông tiếng được bền đẹp chúng ta tha tam lệ khả năng tam lệ khả năng a thông chiếng b sắc mà mô nấm rồi này a thông chiếng rồi này b và trong cuối kế bạn ấy trao trong cuối tài cạn sâu hiện tôi tận chúng muốn bị chuyển miền nhớ cặp phong cà rín và bình thiên rồi cà rín này chúng muốn bị chuyển miền chúng tam lệ khả năng đấy cha lục lục chặt tục tha à mộ đấy à từ ngón đấy đi cứ chỉ à từ con đi cứ chỉ bề
chứng tam đẹp nặng cái thằng sân bạc ác thông chừng bấy cho một bịa rưỡi ở á việc thông chứng bịa rưỡi ở bề này chứng là bây giờ bịa rưỡi tới grain grain sưu rô chào rưỡi grain sài côn grain chứng mình này thân là sao thầy kì và cái bán bây rừng bớ rồi thông chiếm bấy rừng bầy dù thầm mấy cái bán bọc bên ấy này cứ chè cứ bây rừng bớ lực chìa grain chè nó bây đây là cụ bịa rưỡi này cụ bằng bánh lạc nạn này anh ấy bịa đây sưu rô này cháu sở này sưu rô cháu là này ok vô lên nè chân lục rưu ok đại này thì nè chứng cho hà mốc thông gia cầu chứng đột này xoài trời sẵn đà đi đột này bì rưu bạm bí thông chiếm bay rưu bầy thì mình bị thi à lươn chứng đi các bạn chào đời bị thi lươn thi lươn cái thời trẻ nó bị thi lươn thế này đi phơi ai trâu sẵn đà này lẹt nạn này đi bị thi lươn cái dân bị trồn mà ta bị rừng bờ dân bị trồn bị tập nông tớ bạn à bị trồn tức nó bạn bị gây mà nè buồn này buồn bờ đó phải bởi nó là phải bay rừng bay bị trồn bay tức nó bạn bị gây của nó bởi cho bạn buồn bờ đó một phải bờ mẹ nè má phần này tập tiếp máu nhưng ta liệt nạn này tầm đó thì xây tầm này tầm đó xong thì tháng bệnh và tại nấy chụp ta anh ơi mui mui tại anh nữa chụp ta anh ơi mui mui để bị trôi tập nông bán đấy nè tại chụp qua vừa bột đỏ nè nhà bột đỏ nên một trôi mui bị trôi tập nông rừng bán đi gọt màn đi cho đấy bán tao tại anh đi và chơi những vừa tam song ta này lẽ khả để cái áo ấy để chơi cầm bông tơ riêng máu và cứ khơi khơi được gì là giờ công cái lạnh bị trâu lắm bị trâu mà chứ lúc khổ ok ca bị trâu bà ông ma tha bà chụp bút a b không chân xấu nữa nè bà ông ma tha rùm miền phí rừng bờ cứ chỉ tư tới những ai bị trâu tập công thà phí cái đấy quân đừng bờ chạy mẹ nó dừng tay bị chen phía rừng luôn mà tha phí cái đấy quân đừng bờ chạy chạy anh ấy bị chen à mỗi bắn chen giờ này lúc rồi giờ này đập bay bị trâu bính bà viên nơi cái bị trâu tập nông rứa bia cà rề nhớ chào bà thấy anh ấy chụp rứa cà rề rứa kíp đôi khỉ ông mai thằng là kêu miền pí rứa kíp này pram là kêu bị trâu pí tập nông bay đại bị trâu bia trên mặt ra nút ra từ bia pí kíp nó thang không mà nó chứ bay bay đại trâu bia trâu tay chưa pí kíp bình chứ mà thang pí kíp con đường pram bài sai sợ ok bà sợ rô mạch lấy bà rực rễ ăn lấy đến nào khang cao cho tập nông rứa mấy con miến cứ lấy viên chỉ rễ hay con đường lấy nào khang nông tại vừa rực kíp lấy ạ khang cao cho tập nông viên lấy chỉ kíp hay con lấy khang nông ok chưa lấy lực rù nâng ngài tụi mời cái này đi ok ta mỗi tiền chơi những đơn có buồn ấy cứ lực viên chơi cái rễ mà hãy đọc như tớ sau này thang thang việt thông chương sâu rồi tôi chương sâu dẫn hãy pra lẹ nặng mạnh ok miền tập bản nói ta mỗi tiết tì khó bà tì khó cao dân bình thiên phí bục rừng bà mối nói bình thiết nâng phí rừng bà bà chắc là bà phết ní bà sân bà dân bà chô tập nón bà chô là án hoạt ca thì án hoạt phí chưa phát bộ chung rừng bà mùa bà chân dân men men chê tập ra bà chô tập nón thì ok chân dân vô mùi mùi mà lực chưa kể mà xong đa dân mà cụ đợt ha đòi bà dân vô phí bộ rừng bà mối tự lực chưa kể chân chô rừng bà mốn á bộ bế lực chưa kể bạn A vị trí phí, B vị trí được của mùi. Chân mình đây tha, A cái đấy, bốc, vị đó, bốc B cái đấy.
mà bên trên nó ban man thì cầm thì pi cái đấy buồn pi con pi buồn và bục bao vây kế buồn và buồn rồi phải muối và nó bên trên kia rồi máu bục của mù ok giờ vô lấy bục lấy anh mình giúp buồn tới bục buồn rồi cùng với trên tí thì làm buồn bục buồn rồi cùng với trên cùng với rồi cùng muối khỏi người ta được được nhất là bục cả và giờ vô tay chúng nó cút bục chúng nó cút buồn bục của muối đó mà nó bố buồn rồi cái này của mù ok giờ anh mình xì xong ơi cho trên tí để tốt cho sần mà muối tiền dừng cho bạn mua đúng không mà đó pi được pram dừng lớp chia cây đàn anh em bên chỗ mua này tí lớp máu pi cây buồn lớp mùi mùi chưa biết thằng quân được pram lớp chia cây pram và nó phải mà bây giờ lớp chia cây hai nhiều viết mà đọc thì tặng đa mới tập nói và là cứ vô pi được pram lớp chia cây pi được của mùi bốc được của mùi lực chia cái đấy nó bốc bốn được của mùi hãy đo à nó trên một phẩy xì xoan bật đọc đoạn phê bị trên đọc đọc nên cô dọa lên bị trên biên đạn môn qua này và cô đã chê sấn hãy cô đã đọc đọc chê ok và đọc đọc phê sợ đọc đọc tích trên xàm sợ phải có biến đọc mê thay dân miền mà phê chụp biện kỳ miền đọc cho việc kê một phái vô tờ xong cái nơi cho việc kê đọc thì rồi còn trẻ cái trang con sao cất phân cho lòng còn mà thay cô vô đọc tờ đọc một phái nè khác thay trên đọc trẻ ở trời thì tụi tớ bộ một phái đọc đọc bằng trên đọc chẳng kê miền bị thi sang mối dạ trong lúc ở trong trên và cứ cái kết bệnh này mà đừng cái mơ lên công kênh mơ sở nhà cái mưa lệ anh ấy đọc anh ấy một phẩy chẳng một phẩy để thông chiếc đọc mà lệnh nào để thông chiếc về rút sở nhà tam lệnh nổ chẳng sở nhà lệnh một phẩy cứ lệnh ở ạ với miền đó và chấm nãy chấm lái và chấm lái ban bi lệnh thông đọc lệnh tồi vô tờ lệnh thế này tìm mỗi cái kết sở nhà mơ tha lệnh nào thông chiếc sở nhà rút tam lệnh nổ được máu vô lệnh thông đọc lệnh tồi một phẩy đọc đọc sọc đọc ok tập tập tiền này bạn đã ok giật đọt lần thứ hai giật đọt mắt khơi mà buồn rồi của muối đọt được đọt à thưa mấy tiền và giờ bây giờ đọt cái gì mà rồi nằm ao rồi à pin đi đó rồi hai nhưng ai xây tới mấy tiền tôi cứ chăm xây việc tới chia rừng tôi cho tôi không tôi cứ chăm ban hàng trẻ chăm ban ha ta rước a của man rước b của man nhưng trong oi viên đâu rước được kia đặc biệt riêng riêng ha ta a đứng bé a thông chiếm và a thông chiếm mình thà họ đọt biết thông tiền sổ và a tôi chiếm họ đọt biết tôi chiếm sổ và chấn tôi cứ bị cho tôi không rước bán mà buôn cho tôi không rước cái đấy bán đọc của mùi cứ buôn cái đấy từ đó tôi đã đọc vào muối lấy cái châu sân đó còn cơm thầy dối lấy lại trong đó bạn buồn cái đấy cô nâng của mùi chắc đọc vào muối cô nâng của muối bạn mà xàm vào muối là bấy buồn bạn cao của mùi mình đó và đọc lên trong ban rước đá rước mà rồi cái này mát để trên màu ăn đọc và rừng rồi và số tham mấy cái cung nó khơi phơ bẹp đấy cứ dân trong đơn tha ta chấm lại phí đi đọ khi để thông dương sâu rồi tôi dương sâu chấm lưu tra thì về rừng đôi khi bạn dân mưa khơi mưa lấy đặt hàng non nghĩa ta lấy thông này rừng ở rừng này lấy thông biết thông mà chấm vô dân mưa cao của mỗi hai nắng